Thưa quý khán giả, thú nhồi bông, món đồ chơi mềm mại, dễ thương này gần như là không thể thiếu đối với mỗi gia đình có trẻ nhỏ, cả người lớn cũng yêu thích nữa là đằng khác. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy 80% món đồ chơi âu yếm này chứa vi khuẩn có hại, đặc biệt là bên trong ruột nhồi của chúng. Đây là nội dung chúng tôi sẽ chia sẻ trong Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay. Thú nhồi bông thường được làm bằng sợi tơ và độn các loại bông hóa học bên trong. Vì rất khó giặt giũ nên nhiều người thường không vệ sinh cho thú nhồi bông một cách thường xuyên. Theo chuyên gia y tế, hơn 80% thú nhồi bông nhiễm vi khuẩn Staphylococcus, một tác nhân gây ngộ độc thực phẩm ở trẻ. Ngoài ra, cũng theo chuyên gia, hơn 1/4 thú nhồi bông không được giặt sạch sau khi trẻ ốm và 1/5 không được giặt lần nào. Mình vệ sinh gấu bông của mình tầm khoảng 2 đến 3 tháng một lần. Thường thì khoảng 2 tháng mình mang đi giặt một lần. Thú bông không chỉ thu hút trẻ nhỏ mà còn cả người lớn, nhất là đối với các bạn gái. Các con thú nhồi bông không được vệ sinh đúng cách và hợp lý sẽ làm các loại vi khuẩn gây bệnh mẩn ngứa, nấm da, dẻ lở, viêm da dị ứng phát triển. Bên cạnh đó, khi ôm vào người, mồ hôi từ cơ thể dây vào thú bông làm cho các loại vi khuẩn này phát triển hơn nữa. Thú nhồi bông là loại đồ chơi tiếp xúc trực tiếp với làn da của trẻ. Thậm chí, nhiều trẻ còn ôm hôn hay thậm chí ngậm vào miệng. Nếu không vệ sinh kỹ càng thì hậu quả là khôn lường. Thì chúng ta xài thường gấu bông, chúng ta ít có giặt nó thường xuyên. Như vậy trong gấu bông rất là nhiều vi khuẩn. Nhất là những vi khuẩn lây bệnh qua đường hô hấp. Thí dụ cúm, những vi khuẩn viêm họng, đau họng, lây bệnh qua đường hô hấp là rất là nhiều trong cái gấu bông. Cái thứ hai, trong gấu bông dù là đạt tiêu chuẩn thì những cái sợi vải, những hạt vải nó vẫn có những cái chất là có thể gây dị ứng. Chúng ta để lâu, chúng ta ít giặt thì nó hay có khuynh hướng bám bụi, mà những người có cơ địa chàm hay dị ứng hen suyễn là rất dễ bị kích ứng bởi những cái hạt bụi, nhất là những hạt bụi siêu nhỏ PM2.5. Thưa quý vị, những con thú nhồi bông như thế này chúng ta có thể mua ở bất cứ nơi đâu, từ siêu thị đến cửa hàng, thậm chí là ngay trên lề đường với giá không quá đắt đỏ. Thế nên nhiều phụ huynh không ngần ngại chọn mua chúng để làm quà cho con em mình. Tuy nhiên, sử dụng và bảo quản thú nhồi bông như thế nào cho đúng cách để đảm bảo sức khỏe cho con em mình thì lại không phải là điều mà người lớn quá quan tâm. Và càng ít ai biết rằng bên trong mỗi con thú nhồi bông là cả một ổ vi khuẩn có thể gây ra những tác hại khôn lường. Không chỉ thế, hiện nay có rất nhiều loại thú nhồi bông kém chất lượng được bày bán tràn lan trên thị trường, thậm chí cả ngay vỉa hè. Để có cái nhìn cận cảnh, phóng viên chương trình đã có mặt tại các cửa hàng trên các tuyến đường như Lý Thường Kiệt, Phạm Văn Đồng. Tại một hàng thú bông lề đường nhưng được giới thiệu là bỏ mối cho các chợ, chúng tôi được người bán tư vấn nhiệt tình. Gấu bông thì bán sao chứ? Con nào? Có nhiều loại lắm. Khác mà khác sao? Cái đó lông giỡn hơn hả? Không phải. Cái lông nó cũng tương đối với nhau thôi, nó không có xúc, nó không có gì hết á, nhưng mà cái này lông ngắn hơn. Cái lông của nó có bị xúc? Không. Lông xịn không? 100%, không giờ có chuyện mà xúc lông. Sợ nó giặt luôn, nó không ra lông. Sợ nó hết ra rồi. Có đâu, hay cho nít chơi mà. Không nhãn mát, không nguồn gốc xuất xứ, được chất đóng ngay tại lề đường. Giá của mỗi con thú bông dao động từ vài chục đến hơn 100.000, rẻ hơn rất nhiều so với thú nhồi bông chính hãng. Thế nhưng, được người bán một mực khẳng định là hàng xịn. Theo chuyên gia về y tế, các loại thú bông giá rẻ thường được làm bằng vải kém chất lượng và độn rất nhiều đệm mút, bông phế phẩm công nghiệp. Khi tiếp xúc, sẽ hít phải các sợi lông nhỏ li ti bị rơi ra, gây hen suyễn, suy hô hấp, viêm phổi. Nhất là đối với trẻ nhỏ, sức đề kháng yếu. Nếu mắc viêm phổi do hít phải lông thú bông, sẽ dẫn đến những biến chứng cực kỳ nguy hiểm như viêm màng não, tràn ngũ màng phổi, tụy tim, còi xương, chậm phát triển, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Nguy hiểm hơn, các loại vải, mút phế phẩm độn trong thú bông thường được làm bằng nhựa PVC và ni lông công nghiệp sẽ có nguy cơ gây nhiễm độc nếu trẻ tiếp xúc thường xuyên. Để bảo vệ sức khỏe con trẻ, phụ huynh cần lưu ý thường xuyên vệ sinh thú bông, giặt giũ ít nhất 1 tuần một lần, nhất là sau khi trẻ ốm. Thường xuyên phơi thú bông dưới nắng to để tiêu diệt các loại vi khuẩn, nấm mốc. Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với thú bông, không đặt thú bông ở giường ngủ. Nên chọn mua thú bông có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng. Để tránh trường hợp đáng tiếc khi chơi thú nhồi bông,
chúng ta nên mua chúng ở những nơi uy tín, có nhãn mác. Điều không khó để chúng ta làm nữa là thường xuyên giặt sạch chúng. Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!